Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh Nhật Cần Thơ bên em. Video của Túi Doanh Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 982 507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da cá sấu bóng kính, da rất là đẹp. Kích thước của chiếc cá sấu này bề ngang là 25, chiều cao 19 và bề dày là 9 để mình xách tay. Da quá đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái vết này là vết của những túi khác, nó bị cái vết keo qua ha. Thì mình nhìn thì mình lau lại nó sẽ hết ha. Và ở đây nó sẽ có một hai ngăn nhỏ đây và một cái ngăn ở đây. Bên trong là lót da ha, một ngăn đây và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã 4043 1.900.000, 4043 1.900.000 ha. Và một chiếc túi da cá sấu bóng kính ha, rất là đẹp để mình xách tay. Form là form dạng như túi xách tay, mình có thể mình đựng được khá là nhiều đồ. Da cá sấu bóng kính, da rất là đẹp ha, nhìn nó rất là bóng. Kích thước bề ngang 33, chiều cao 24 và bề dày là 13 để mình xách tay. Sẽ có một ngăn nhỏ đây hết 500 và một ngăn ở đây để hết 500 và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong là lót sạch đẹp made in Italy, dập và hình thương hiệu hình con cá sấu ha. Và có một khóa cắm miệng ở đây. Lót là lót sạch đẹp, lót da ha, một ngăn đây sạch đẹp hết để mình xách tay. Lên dùm shop một mã là 4049 ha, 900, 4049 900. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu da thật toàn bộ ha. Những sản phẩm bên shop là da thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 21 và bề dày là 14 để xách tay và đeo chéo. Ở đây một lốp hết 500, lốp bên trong là da và một và xách tay và đeo chéo. Ở đây nó sẽ có một ngăn sạch đẹp và một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp ha. Có một cái khóa chống miệng thương hiệu dập nổi đây, xách tay và đeo chéo rất là ok, khen khóa rất là sáng. Lên dùm shop mã là 3799 409, 3799 409. Một chiếc bao tử để mình đeo trước bụng ha. Kích thước bề ngang 34, chiều cao 13 và bề dày là 9 để mình đeo trước bụng rất là ok. Ở đây nó một nút hết 500, lót bên trong sạch đẹp ha. Và một cái khóa cắm miệng ở đây và một khóa cắm miệng và một cái khóa cắm miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha, có một khóa cắm miệng là miếng tích da, da thật toàn bộ hết để mình đeo trước bụng rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3720 809, anh lên shop giảm cùng 709, 3720 709. Và một chiếc túi đeo chéo da linh dương, kích thước bề ngang là 26, chiều cao 24 và bề dày là 8 ha, để mình đeo chéo rất là ok. Đây dây đeo là da ha, full da hết. Thì có một khóa cá miệng đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một khóa cá miệng đây là sạch đẹp ha, da thật đồng bộ hết để mình đeo chéo rất là ok. Thì có một khóa cá miệng ở đây nữa ha, bên trong lót vải, một khóa cá miệng đây, lót vải sạch đẹp. Và hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết ha, da là da thật toàn bộ hết, da linh dương. Dây đeo chất liệu là da luôn ha, full da,
lên dùm shop một mã là 4039, 1.100.000. 4039. Và một chiếc túi xách tay Yakida ha, Yakida hoa dạng foam cup. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao 18 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một cái cup ha, để mình mở ra thì bên trong một ngăn đây và có một cái khóa kéo miệng, và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp ha. Dạng cup mình đóng lại như thế này, ở đây nó sẽ khoen khóa, nó sẽ bị oxy hóa một chút xíu. Yakida hoa lên dùm shop một mã là 4026 709, 4026 709. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu mâm sắt, da thật toàn bộ ha, xách tay và đeo chéo full da hết. Kích thước của chiếc túi ha, bề ngang là 30, chiều cao 30, chiều ngang là 30 và bề dày là 10. Đây, chiếc túi nó sẽ xách tay như thế này ha, và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp nhập thương hiệu mâm sắt, và một nút kích 500 ở đây, lót vải sạch đẹp ha, và sẽ có một khóa kéo miệng bên trong lót vải hai ngăn nhỏ ở đây, và một khóa kéo miệng nhập thương hiệu mâm sắt, da thật toàn bộ. Lên dùm shop mã là 3704509, 3704509. Và một chiếc ba lô full da ha, nhỏ gọn và xinh xắn, màu nâu. Kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao là 23 và bề dày là 13. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong lớp vải ha, một ngăn đây sạch đẹp, và một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, hai ngăn ở đây có một khóa cá miệng và một khóa cá miệng ở đây nữa ha, sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ hết, để mình đeo ba lô và có một cái khóa cá miệng ha, lót vải đây sạch đẹp. Lên dùm shop mã là 3749509, 3749509. Và một chiếc túi đeo chéo ha, nhỏ gọn và xinh xắn, thương hiệu Maxicon. Kích thước bề ngang, bề ngang là 20, chiều cao, chiều cao là 26 và bề dày là 5. Nó sẽ có một cái van bóc ở chỗ này ha, thương hiệu Maxicon. Và một khóa cắm miệng đây, lót là lót vải sạch đẹp, dây đeo chất liệu là vải ruột nhập thương hiệu Maxicon. Và có một khóa cắm miệng ở đây, nhỏ gọn và xinh xắn, bên trong lớp vải nhập hiệu thương hiệu Maxicon. Có một khóa cắm miệng đây và một ngăn đây là sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 3738 ha, 409, 3738 409. Và một chiếc cốp cá sấu, da cá sấu thật 100%, để mình xách tay rất là xinh xắn. Kích thước bề ngang 34, chiều cao 22 và bề dày là 8. Để xách tay, và sẽ có một cốp bên trong lót vải hai ngăn nhỏ này, và một khóa cá miệng và một khóa cá miệng này, để mình dài lại như thế này chắc chắn để xách tay. Lên dùm shop một mã là 4049, 4019, 4019, 1.1 triệu, 4019, 1.1 triệu ha. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo, da thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 22, chiều cao 26 và bề dày là 13. Sẽ có rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ ha. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Lót bên trong, lót vải và một khóa kéo miệng ở đây. Ở đây sẽ có hai ngăn nhỏ và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp. Và một khóa kéo miệng ở đây. Và một khóa kéo miệng. Da thật đồng bộ ha. Dây đeo chất liệu là da kết hợp với vải ha, chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 3728 509, 3728 509.
và một chiếc góp da rùa ha. Da thật 100%, da rùa thì phong thủy và về sức khỏe ha. Màu nâu, kích thước bề ngang 29, chiều cao 19 và bề dày là 9 ha. Để mình xách tay như thế này. Sẽ có một ngăn đây hết 500, bên trong lót vải, một khóa cắn miệng đây, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết ha. Để mình dài lại như thế này, rất là chắc chắn ha, da rùa. Chắc thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 4022 1.100.000. 4022 1.100.000. Một ba cái đến. Đó là một cái túi xách tay và đeo chéo. Giá thật toàn bộ ha. Dây đeo, chất liệu là da, full da hết. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 26, chiều cao 18 và bề dày là 13. Xách tay và đeo chéo rất là đẹp. Phía sau sẽ có một cái khóa cắm miệng ở đây. Bên trong là lót vải và dây đeo full da, khen khóa vàng ươm sáng bóng. Đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái đây, lót bên trong lót vải ha, rất đẹp. Và thương hiệu dập nổi bên trong và có một cái khóa cắm miệng. Sạch đẹp hết. Da là da thật toàn bộ ha. Xách tay và đeo chéo rất là chắc chắn. Lên hình xếp mã là 3792 590. 3792 590. Và kế đến, đó là một chiếc góp cá sấu. Để mình xách tay, cái tiệp rất là xinh. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 20 và bề dày là 9. Này chiếc cớp như thế này, khoen khóa còn rất là sáng ha. Ở đây nó sẽ có một cái gù và da cá sấu. Ở đây mình mở ra thì bên trong là lót da ha, lót da toàn bộ ha. Một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cắn miệng. Lót là lót vải sạch đẹp. Dài lại chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 4024 ha, 1.200.000. 4024 1.200.000. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay nhỏ gọn và xinh xắn. Da kỳ đà ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 22, chiều cao 15 và bề dày là 9. Xách tay rất là xinh xắn. Ở đây có một cái nút để mình mở ra thì bên trong lót vải, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cắn miệng đây, sạch đẹp ha. Một cái nút để mình gài lại như thế này chắc chắn. Da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop mã là 4020 4020 790. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay bơm ngựa ha. Bơm ngựa thì mình phong thủy và mình có thể mình làm ăn kinh doanh ha. Mình một chiếc túi xách tay này thì mình sẽ thuận lợi hơn. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 23, chiều cao 15 và bề dày là 7 ha. Để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Một ngăn ở đây, đây một cái nút để mình mở ra thì bên trong lót vải và có một cái khóa cắn miệng đây, sạch đẹp. Hai bên là da bò ha. Lên nhìn shop một mã là 3694 ha, 900. Hôm nay sếp giảm còn 800 ha. 3694 800. Và những sản phẩm ngày hôm nay thì sếp sẽ miễn ship toàn bộ ha. Và một chiếc túi xách tay. Chất liệu là vải ha, để mình xách tay. Đeo vai rất là xinh xắn. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 27 và bề dày là 9. Xách tay và đeo vai sẽ có một khóa nút hết 500 đây. Bên trong dập thương hiệu Biacadin và có một nút để mình gài lại chắc chắn. Rất là mới ha. Chất liệu là vải dục, dập thương hiệu chữ B. Lên dùm shop mã là 4062 309. 4062 309. Và một chiếc túi xách tay
Và mình có thể đeo vai ha, thương hiệu Valentino dòng Ruby, chất liệu là vải da dù, kích thước bề ngang 33, chiều cao 25 và bề dày là 10. Để mình đeo vai, ở đây sẽ có một cái nút, hai cái nút để mình mở ra. Thì bên trong có một ngăn đây, có một cái tay kéo miệng. Bên trong là lót vải, một ngăn nhỏ đây. Sạch đẹp hết ha. Xếp tay và đeo vai rất là xinh xắn, thương hiệu Valentino dòng Ruby, vải dù gọn nhẹ. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại chắc chắn ha. Xếp tay và đeo vai. Lên nhìn shop một mã là 4057 ha, 409. 4057, 409. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Ninagishi, rất là xinh xắn nha, chất liệu là da canvas của thương hiệu Ninagishi. Kích thước bề ngang, bề ngang là 29, chiều cao là 20 và bề dày là 7. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải và một ngăn ở đây, và một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót da, một ngăn ở đây. Ở trong sẽ còn cái thương hiệu Ninagishi. Và mình có thể mình thu dây lại, mình có thể mình đeo xách tay được, các xách tay mình đeo vai thương hiệu Ninagishi. Lên dùm shop một mã là 3667 nha, 690, hôm nay sắp giảm còn 490. 3667, 490. Và một chiếc lết cành tay thương hiệu, có thương hiệu ha, kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 16 và bề dày là 7. Để mình cầm tay, ở đây là khóa số, mặc định là 2 số 0 ha. Đây khoen khóa thì nó sẽ bị oxy hóa ngay chỗ này. Một ngăn đây, bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng, và một khóa kéo miệng đây, thương hiệu Edgeware. Đây là một cái thương hiệu của Ý ha, gài lại như thế này chắc chắn. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng. Lên nhìn shop mã là 3708 450, 3708 450. Và cái đến đó là một và chiếc túi xách tay thương hiệu Dash Lindon, chất liệu là da canvas của hãng Dash Lindon. Kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao là 20 và bề dày là 9 ha. Để mình xách tay và đeo vai sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha, và hai ngăn nhỏ này, và một cái khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải, có một khóa kéo miệng đây, hai ngăn nhỏ đây, thương hiệu Dash Lindon, da rất là đẹp ha, da canvas của hãng Dash Lindon, và một khóa cái miệng đây. Và nhà shop mã là 3628 ha, 450, 3628 450. Và cái đến đó là một chiếc cốp da cá sấu thật 100%, để mình xách tay cái tiệp rất là sang. Kích thước bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao 18 và bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này, da cá sấu thật 100%. Sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng. Bên trong, bên trong là lót da ha, sạch đẹp hết, da thật toàn bộ, full dây ha, dây đeo là da hết. Lên dùm shop một mã ha, đồng mỗi khoảng 80%, 4016 1.100.000, 4016 1.100.000. Và cái đến đó là một và chiếc túi xách tay firm. Đây là da, là da đồi mồi ha, đồi mồi là một họ hàng của rùa. Kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao 14. Để mình xách tay như thế này, và ở đây nó sẽ là có hai cái thanh kim loại ha, ở ngoài và một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong, bên trong là lót da ha, và một khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết. Lên nhìn shop một mã là 3761 1.300.000, 3761 1.300.
và một chiếc túi xách tay thương hiệu AB. Thương hiệu này của Ý ha, xách tay đi làm hoặc là đi tiệc cũng rất là sang ha. Thương hiệu này của Ý, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này sẽ có một khóa kéo miệng ở đây và một khóa kéo miệng. Bên trong sẽ dập thương hiệu Anando ha, Bassini, thương hiệu này của Ý, và một cái khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải dập thương hiệu hết. Để mà xách tay rất là sang. Lên dùm shop mã là 3493 590, hôm nay sách giảm còn 490 ha. 3493 3493 490. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Xách tay và đeo vai ha. Cái kiểu này là kiểu đeo vai. Có thương hiệu. Salad. Kiểu rất là lạ ha, kích thước bề ngang. Bề ngang là 23, chiều cao 25 và bề dày là 17. Để mình xách tay và đeo vai. Da là da thật toàn bộ. Ở đây là cái kiểu ha, cái kiểu phía sau là cái kiểu chỉ có một cái ngăn bự nhất. Đây, thì mình đựng đồ vào đây. Có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải nha. Sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3790 450. 3790 450. Và cái đến đó là một chiếc lắc cầm tay thương hiệu Rinoma của Pháp ha. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 18 và bề dày là 8. Để mình cầm tay như thế này, thương hiệu Rinoma của Pháp. Và đây là miếng tét da, da thật toàn bộ. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót da, lót phun sơn ha, nó bị răng răng như thế này. Lên nhìn xếp một mã là 3764 ha, 190. 3764 190. Bù lại thì ở ngoài thì rất là đẹp ha. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Coach. Chất liệu là vải ha, đặc trưng của dòng Cót. Kích thước bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao 20 và bề dày 15. Để mình xách tay như thế này, có một cái tab Cót ở đây và sẽ có hai nút hít 500, hai ngăn nhỏ đây hít 500 và một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải, có một khóa kéo miệng, hai ngăn nhỏ đây và thương hiệu Cót Mỹ dập nổi đây. Xách tay và đây còn cái tag code ha. Lên dùm shop mã là 4065. 4065 390. Một mức giá rất là tốt ha. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da cá sấu ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 24, chiều cao 15 và bề dày là 6 ha. Mình có thể làm lớp cầm tay hoặc là mình xách tay để đi tiệc. Rất là xinh ha. Ở đây là da cá sấu. Một ngăn ở đây. Bên trong lót da ha và có một cái khóa kéo miệng đây và một ngăn đây. Ở đây mình có thể mình bỏ vào bên trong được ha, để mình làm lớp cầm tay hoặc là mình xách tay vintage như thế này. Lên dùm shop mã là 4017 900. 4017 900. Và một chiếc túi xách tay phơm cắm ha. Kết thúc bề ngang 30, chiều cao 18 và bề dày 14. Xách tay phơm cắm sẽ có một cái khóa kéo miệng lót vải ha. Bên trong là sạch đẹp hết và một ngăn đây và một ngăn đây. Lên dùm shop một mã là 4067 ha, 350. 4067 350.
Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày này hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.